going to forget. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả 500 Bro Studio. Và ngày thi đấu hôm nay chúng ta sẽ có một cặp trận có thể nói rằng cực kỳ là căng thẳng giữa Faceland cùng với đó là Big. Big thì họ đã chốt suất đi vào PGL Major Stockholm rồi. Còn đối với Faceland thì họ buộc phải thắng trận thi đấu ngày hôm nay nếu như muốn có một cái cơ hội dù nhỏ để có thể tiến tới đó là cái giải thi đấu Major sẽ được diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay. Vâng, ba map thi đấu của chúng ta thì đã có rồi. Map thi đầu tiên sẽ là map thi đấu Mirage, map thi đấu thứ hai sẽ là Overpass, và nếu như có map thi đấu thứ ba nó sẽ là Nook. Em nghĩ sao về map thi đấu cuối cùng, map Nook Hà Việt? Em nghĩ rằng là có thể chúng ta sẽ không đến được map thi đấu thứ ba, có thể sẽ là một cái tỷ số 2-0 dành cho Faceland. Em đang đoán là như vậy. Đấy là một trong những gì mà mọi người có thể bảo em là lạc quan quá, nhưng mà điều đó là hoàn toàn xảy ra. Khi mà những gì mà cái chương trình pre-show của chúng ta đã nhắc đến thì Hana cũng đã nhận định là Big họ bắn cái map Mirage này không phải là quá tốt. Và em thì cũng đánh giá Big không phải là một đội tuyển bắn ở cái map Mirage này quá là kinh dị. Thế nên rằng là một cái chiến thắng ở trong map Big của đối phương, đó là map Mirage, là điều hoàn toàn xảy ra. Và tiến tới đó là một trận thi đấu 2-0 giữa Fate, coi như là có được một nửa cái tấm vé vào trong cái vòng Major là điều hoàn toàn có thể diễn ra trong ngày thi đấu hôm nay. Chính xác rồi. Nhưng mà cái việc mà Big hạ gục được cũng như đào bại được cái tên Heroic thì nó không phải là một điều gì đó dễ dàng. Nó là như thế. Hôm nay đối thủ của Faceland rất khác đối thủ ngày hôm qua, không phải là OG nữa rồi mà đó là Big. Và chúng ta sẽ có luôn đó là những cái tín hiệu của in game khi mà cả hai player, hai bên thì đúng hơn 10 player họ đang có những cái tín hiệu warm up. Và trước đó thì leak cho anh em một chút thì đội tuyển Faceland họ cũng cực kỳ là hào hùng, hô hào các thứ để làm sao có được cái chiến thắng trong cái ngày thi đấu hôm nay. Đây rồi, và chúng ta đã có hình ảnh map thi đầu tiên, map thi đấu Mirage. Một map mà các thành viên của bên phía team Faceland đã từng có một thời rất mạnh. Còn Big thì họ đang có một cái chuỗi phong độ cũng không phải là quá cao tại đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu round thiếu Piston đầu tiên, trận thiếu giữa Big và Faceland, map thiếu Mirage. Và bây giờ thì hãy cùng xem nào, Faceland bên phía T-side rất nhiều đồ được lên. Liệu rằng đây có là một tình huống buôn bom đến các thành viên bên phía Faceland hay không đây? Một tình huống chúng ta đang thấy là đội hình Faceland họ đang muốn set up bài bom xe A. Rain là người di chuyển trên lầu, bắt đầu những quả smoke ném ra, nhưng đó là one tap đến Tap Sen. Ôi, double kill đến từ cái tên Tap Sen. Hai mạng đến từ bên phía team Faceland nằm rất nhanh, triple kill, qua ba kill cho Tap Sen rồi. Và liệu rằng có anh của Tap Sen hay không đây? Và không có anh của Tap Sen. Một tiếng tweet rất lạnh lùng bắn thẳng ở đầu anh chàng này. Nhưng mà hết rồi, hết có rồi. Lẽ là hết rồi. Vâng, bây giờ thì tweet đổi thêm mạng nữa, lộ vị trí ra rồi, đang bị cầu máu rất đau. Tweet là người có giáp duy nhất của đội hình bên phía team Faceland. Nào bây giờ làm tiếng clutch 1v3, liệu rằng anh chàng người Canada có làm được hay không đây? Biết là ít nhất có một CT, nhưng cơ hội để giành chiến thắng trong round thiếu này là thấp đến từ bên phía của Tweet. Nhưng từ từ đã, nó đã lên cao một chút rồi khi mà có mạng của Tizian. Nhưng đây lại là một tình huống đùa pick nếu như là một tình huống đặt bom như vậy. Nào, thời gian còn nhiều, Big không việc gì phải vội vàng, rất hợp lý đến từ đội hình của bên phía team Big thôi. Đây sẽ phải là một tình huống A-class nếu như mà Tweet thành công. Ba chân bốn cẳng chạy về khu bom xe B, và có lẽ đúng là như vậy rồi. Gate và Season đang bắt thăm binh để nhá ra, và có lẽ là họ sẽ sớm biết đây sẽ là một tình huống chạy về B của Tweet thôi. Bộ đôi còn lại đến từ bên phía team Big
họ không có kit, và trong tình huống này thì trông có vẻ Tuyết sẽ có một tiếng đặt bom thành công và sau đó sẽ xử lý với một tú 1 vét 2. Đối phương bây giờ mới vào được market cơ, nhưng mà thôi khó rồi. Bây giờ Tuyết có đang check sai, nhưng mà Tuyết ơi, đó cũng là bốn mạng và cũng là một tình huống đỉnh đến từ Tuyết rồi. Rất cố gắng đến cho chàng Tuyết này. Cực kỳ căng thẳng trong round of Pistol vừa qua. Nếu như đó là một khẩu P250 thì tôi nghĩ rằng là cái hai mạng ở window vừa rồi thì Twist có thể làm được. Nhưng đây là một round thi đấu Pistol mà anh chàng Tapsen, đội trưởng của bên phía Team Big, đã bắn cực kỳ hay. Twist thì cũng không phải là dạng vừa. Ngày hôm qua thì đội hình của bên phía Team Fake Clan cũng đã có một tiếng clutch 1 vết 3 rất kinh dị ở trong khu bom CB map Inferno đến từ Olof. Nói đi thì cũng phải nói lại rằng ngày hôm qua thì Olof bắn cực kỳ bay. Ngày hôm nay thì phải chờ xem đã. MP9 và bây giờ vị trí của Gate đang muốn đẩy. Có lửa được nhồi ra khiến đội hình bên phía Fake Clan họ đang đánh rất chậm trong round thi đấu này. Và round thi đấu này thì Fake Clan quyết định là up luôn. Và nếu để thua thì sẽ là 3-0 dành bên phía Team Big. Tuyết là người bắn 4 trong round thi đấu vừa rồi, nên có cho mình một giáp 2, một Gali, một vũ khí khá mạnh để đấu với những khẩu SMG đến từ bên phía Team Big. Rất cẩn thận, Kito thì chủ động là quay mặt. Còn vị trí của anh chàng Tizan thì nhảy check. Bây giờ thì Gate sẽ có một tiếng đẩy vào gần ram. Khẩu MP9 nó chỉ phát huy sức mạnh với tiếng bắn tầm gần mà thôi. Nhưng mà Tuyết với góc kênh thì có khả năng cao Gate sẽ phải cẩn thận tình huống này. Sẽ là một tiếng bắt tham minh đến từ Gate. Và bây giờ thì cái tham minh của quả smoke trên người Gate sẽ lận dùng để làm gì đây? Đây sẽ là một tình huống mid vào A đến từ các thành viên bên phía Team Fake Clan. Tuyết đi đầu luôn, người tăng đầu lại là người nằm xuống đầu tiên. Gali thua một khẩu MP9 nhưng lên đổi mạng của Gate thành công rồi. Đang là một tiếng tăng rất cục đến từ Olof, và đó là mạng của Olof Meister. Không thể kết thúc đi vị trí tam sen, nhưng tình huống đưa về là 3v3. Ren hạ cũng đi Kito rồi, bom chưa thể đặt được. Quả lửa thùng ba là cực kỳ khó chịu. Bây giờ thì Ren không thể làm được gì được nữa rồi. Một mình bổ Aki trong round thi đấu này quá khó. 2-0 dành cho bên phía của Team Big. Nhưng đây là một round thi fork bài mà cũng có thể nói là chấp nhận được đến từ bên phía Team Fake Clan khi mà đã hạ đi 3 súng của đối phương rồi. Một tình huống mà Gate đã bắn rất tốt, nhưng mà ở đây Rain cũng đã có một sự cố gắng của mình rồi. Nhưng có vẻ đó là chưa đủ cho các đội hình bên phía Team Fake Clan. 2-0 thành công Big. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đội hình Fake sẽ phải lên cho những khẩu Deagle không có giáp thôi. Rất cố gắng, nhưng trông có vẻ khá là no hope ở trong round thiếu thứ 3 này. Map thiếu Mirage là map thi đấu mà điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã từng thấy một round thi đấu của Team Liquid chỉ có những khẩu Glock, những khẩu P250 đối đầu với đối thủ. Nhưng mà họ cũng đã giành chiến thắng. Ok anh em ơi, vừa nãy thì mải cát nhập tâm quá, quên mất chưa bật tiếng game. Rất là mong anh em thông cảm. Cùng chờ đợi xem nào. Tình huống này có lẽ là technical power, match power. Trận thi đấu này là một trận thi đấu có vẻ sẽ là một tấm vé nữa dành ở vị trí của Fake Clan. Chưa biết được. Vì nếu như mà Fake Clan giành chiến thắng ở trong trận thi đấu này trước Team Big thì cũng chỉ gọi là đặt cái chân phải thôi. Vẫn còn một điều kiện cần nữa. Đó chính là những team thi đấu ở nhánh trên, những cái trận thi đấu vòng loại ở playoff, họ phải xảy đứng chân ở vị trí hình như là thứ 8 á. Loanh quanh mấy đội như kiểu Skade, Fien, Copenhagen Flame, NK nữa. Bây giờ thì có khác gì bảo là mấy đội đấy tự bắn vào chân mình đi đấy, để cho rồi bên phía Team Fake Clan đi tiếp đâu. Có nghĩa là các team đó phải có cho mình một cái thành tích nó tệ thì đội hình Fake Clan mới có cơ hội để đi tiếp. Nói chung là thắng cái trận thi đấu này của bên phía Team Big thì cũng mới chỉ là 50% quãng đường nữa được đi thôi. Copenhagen Flame, cái tên mà tôi rất quen thuộc. Ngày xưa thì tôi biết đến đội tuyển đó là Copenhagen Whoop. Đội tuyển đã từng nuôi dưỡng cái tên Divine. Và không biết rằng đây cũng là Copenhagen. Và chúng ta đã biết rồi, giải thi đấu Major Stockholm chúng ta cũng chỉ còn lại đâu đó là 20 ngày nữa thôi. Hôm nay đã là mùng 6 rồi. Có vẻ như là lỗi kỹ thuật này đang là hơi lâu. Hãy nhìn cách vị trí của Olof Meister đeo tai nghe thì em nghĩ rằng có lẽ máy của Olof Meister đang gặp vấn đề. Chính xác rồi. Olof chắc chắn là một người của Thụy Điển thì anh chàng này rất muốn góp mặt trên cái sân nhà của mình ở kỳ Major sắp tới.
Chả lẽ mình lại phải đi mua vé ở AVC Arena để ngồi xem ư? Ôi nghe nó cứ thế nào ấy. Chuẩn luôn. Mình lại còn đang là người có cái kỷ lục chơi nhiều vòng playoff nhất của bây giờ nữa chứ. Chính xác rồi. Và chúng ta thấy rằng dần dần những cái cánh cửa nó đang khép lại ở những cái 24 team được chọn ở trong vòng Major Stockholm. Đến thời điểm hiện tại thì có lẽ em nhớ không nhầm đã có 13 cho đến 14 đội rồi. Slot chỉ còn lại đó là 10 mà thôi. Và chúng ta thấy rằng có lẽ trận thi đấu đang quay trở lại rồi. Các thành viên bên phía team Big họ đang đấm tay. Cái ông Season lại có cái sách vở gì để ngay dưới máy tính đây. Ông này thì tôi nhớ là không phải là người côn tim. Không hiểu đang không phải là đi thi mà lại có cái tài liệu gì để hơi lộ lộ hay không. Rất đẹp trai đến từ thiên bên phía team Big. Ăn ảnh đấy. Kito đấy. Đủ điều kiện đến bây giờ rồi. Không biết là có cơ hội không thôi. Thật ra là trong năm nay em rất là mong chờ đội hình OG họ bước đến bây giờ. Thôi chúng ta rồi, đợi rồi. Đến cái sticker đúng không? OG thì bắn như thế nghĩ là đúng. Xứng đáng. Thua trước đội hình của Fake Clan thì xứng đáng. Có vẻ như máy vị trí của anh chàng Olofmeister gặp một lỗi kỹ thuật nó là khá lớn. Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa được comeback. Trận thi đấu rất đáng mong chờ tối ngày hôm nay. Vâng, có bạn trên kênh chat thì đang bảo là OG thì không cần đi Major. OG thì chỉ cần đi TI mà thôi. TI 10, chính xác rồi. Vâng, kỳ TI 10 thì cũng sẽ được tường trực tiếp trên kênh 500 Road Dota 2 của chúng tôi. À, hiện tại thì chúng tôi cũng đã sẽ có clip feed của giải thi đấu đó. Rất mong anh em sẽ theo dõi và ủng hộ kỳ TI sắp tới của 500 Road Studio. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Chúng ta xem lại tình huống highlight đến từ vụ tweet. Bắn là kinh nhưng vẫn là thua. Hơi đáng tiếc tình huống vừa rồi đến từ cái tên tweet. Tiếng game bé, hiện tại thì tiếng game của chúng tôi cũng đã chỉnh đến mức maximum 90% rồi. Tôi chỉ sợ là cho to quá thì anh em tại có vấn đề thôi lại bắt đền anh em chúng tôi chết. Năm trăm rốt không cát chung kết thế giới LOL à? Có bản quyền thì tôi nói thật với anh em là cũng cắt luôn. Đúng rồi. Nhưng chắc có lẽ tôi với Ngô bây giờ đang cắt Hoàng Lai Esports. Em phát âm cũng bắt đầu chật chật ở đây ạ. Okay. Một tình huống tăng đường lên rất chính xác của Fujin rồi. Ra rừng thế này chắc là có mạng thôi. Những tình huống bắt quái ở khu rừng rất chuẩn tham mình. Và thật ra thì chia sẻ với anh em thì với một cái năm đại dịch trôi qua thì bản thân mình cũng không được cát những kỳ Major bởi vì không có cơ hội tổ chức đến từ Vail. Thế nên là kỳ Major Stockholm này sẽ là kỳ Major đầu tiên mình được cát kể từ khi bước chân vào 500 Bros Studio. Đây là còn bán online, lỗi kỹ thuật này là còn lâu đấy nhá. Nếu mà vị trụ bán online xem, ui dồi, có khi trận thi đấu này đi lấy một tiếng. Cũng có một thông tin là ở ban tổ chức của Major thì cũng đã sâu hàng ở trên Twitter của mình, thì đó là để chuẩn bị cho kỳ Major sắp tới. À, chúng tôi đã chuẩn bị 150 chiếc cây cực khủng để chuẩn bị cho kỳ Major. Cứ ai lỗi phát thay mới luôn. Wow, không phải lo. Chính xác. Em đã đọc được cấu hình của những chiếc cây đó và thật sự rất đáng nể. Xong rồi được quả ông của cây Serato Furia bảo là mấy cây mà không có đèn led thì thôi vứt đi. Ati không ông thì vứt đi, ông cứ vứt cho bọn tôi là được. đúng rồi Ati cũng chê là không có RGB. Ati thật sự thì bản thân mình thì cũng khá là thích cây có đèn led tại vì nó cũng khá là nổi bật trong đêm, vì đa phần cho anh em game thủ cũng thích chơi vào lúc mà tắt hết đèn đi buổi tối. Còn như mình thì
Mình tắt. Giống tôi thì khá là đẹp. Tôi cận đến 6 độ. Tôi chơi điện tử, tôi xin phép tôi bật đèn. Tôi tắt đèn, tôi sợ ma, vừa sợ ma lại còn vừa không chơi được. Đây là Talon Ruby anh ạ, cùng với đó là găng Crimson Kimono. Hình như con này field test nó phải tầm 20. Hỏi đâu xa, người anh bom của mình đấy, đã từng qua tay. Chúng tôi đã cho nhỏ tiền cutter rồi anh em ơi. Hiện tại mức mic cutter của chúng tôi chỉ tầm 40 rồi đấy. Anh em nếu như mà nghe quá to thì anh em có thể check lại cái âm lượng ở trên cái phần mềm mà các bạn đang xem được không nhỉ? Giờ anh em lại bảo mic cutter nhỏ quá. Bây giờ xin phép anh em là chúng tôi chỉnh tiếng game mắc binh. Còn tiếng cutter bé xuống rồi đấy. Ok ok anh em nhá. Xin cảm ơn anh em đã bảo là mic cutter bình thường rồi. Thì bây giờ chúng tôi xin phép luôn anh em này. Chúng tôi không chỉnh nữa. Đồ nê thì chỉnh. Đúng. Anh em cứ làm quả gọi nắng thế thôi, thích gì cũng nhiều. PGL sắp tới, em sẽ cổ vũ đội nào? Bản thân em thì chắc vẫn tin vào một ngôi sao thiếu một cánh. Ngôi sao thiếu một cánh có khi là Navi. Navi chuyển sang logo màu đỏ và đến từ Đan Mạch từ bao giờ vậy anh? À, hóa ra là mấy ông sao đỏ 2021 rồi còn tin mấy ông sao đỏ, chịu đấy. Tin chưa anh? Hãy nhớ kỳ bây giờ cuối cùng sao đỏ là người vô địch. Kỳ bây giờ cuối cùng, nhưng đã 2 năm rồi kể từ kỳ bây giờ gần nhất. Đội nào cũng có thay đổi. Chính đội xác. Nào cũng đi lên đi xuống. Nên là Axalit khó có cơ hội để vô địch. Nhỡ đâu team như kiểu là Skade, Copenhagen Flame. Oh my god, đó là vô địch. Sao? Vô địch ở tựa game Play Together. Chứ còn vô địch ở CSGO thì no hope. Thật sự là như vậy. Và có vẻ chúng ta lại một lần nữa thấy ban tổ chức đã remake round lần thứ 2 rồi. Ôi trời, ồ lốp, vẫn còn chưa đeo tai nghe như thế này còn lâu. Chơi game không cần tai nghe. Ờ đúng rồi, những kiểu là Enke, Bad New Beer. Thật sự những cái Oplano. Tên như thế thì... À, đúng rồi, đại diện của lần này đến từ khu vực Brazil là team Shark. Shark. Ồ thế thì có những đội, những cái sticker của họ chắc chắn sẽ lên giá. Ôi bởi vì lần này sẽ là lần duy nhất họ được vào bây giờ, đấy, lần sau sẽ không có. Anh đã định bảo, có khi... Chính xác, như là team Shark chẳng hạn, có khả năng cao sẽ có những người, những bạn ôm sticker Shark. Tại vì có lẽ đây sẽ là lần duy nhất họ được vào và lần sau sẽ không có lần nữa. Lần sau thì phải gọi là chúc các bạn may mắn lần sau. Chính xác rồi. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì có những thông tin gần đây, khả năng cao Viewer Pass sẽ ra sớm thôi cho anh em ạ. Và khả năng cao nữa là khẩu ốp Desert Hydra sẽ là một khẩu trong hòm souvenir. Ông Phú Dìn cứ nói cái gì, mình nghe chả hiểu cái gì. Thì mỗi một em nói năm... tiếng Việt đấy, em nói tiếng Việt đấy. Đấy nhá, mỗi một năm đều có một hòm souvenir trong mỗi mát thi đấu đúng không? Đúng, chính xác. Đấy rồi. Cobblestone thì có hòm Cobblestone và cùng okay. với đó là Orb Ragalore. Ừ. Chính xác chưa? Rồi. Thì map Mirage của năm nay ừ. thì cũng đã có cho mình Operation 2021 rồi. Ừ. Thì tất cả những cái skin trong Operation đấy ừ. sẽ có thêm cả sticker souvenir nữa. Ừ, từ từ nữa khoan này, tham. Thì chắc gì cái Operator đấy ừ. nó sẽ được áp dụng một kỳ mấy giờ này thì chẳng? Bởi vì nó là skin trong cái map thi đấu đấy rồi, là cái collection của năm đấy rồi thì chắc chắn nó sẽ được áp dụng bây giờ. Vertigo Mirage cùng với đó là map thi đấu nếu như cũng nhập đất hai chúng. Ôi hỏng rồi anh em ạ. Thôi có khi rồi. Cái lỗi kỹ thuật này phải tham nửa tiếng nữa mới xong. Tham ao kiểu này là hỏng rất là vui thôi. Ôi, có khi tôi với cả ông cutter bên cạnh phải hát tầm đôi bài thì may ra là cái lỗi kỹ thuật này mới được trở lại khắc phục. Hỏng rồi, kiểu này thì bây giờ Fake Clan chỉ có Fake hát mic nghe thôi. Trận này có vẻ chúng ta phải chờ đợi lâu đấy để đến cho mình round thiếu thứ 3. Thôi xin phép anh em là bây giờ anh em nào donate tầm 2 và 6 con số. À thế à.
thì bọn tôi cao một bài, còn không thì thôi chúng tôi sẽ để anh em đi tham quan thành phố Stockholm với những con thuyền thơ mộng, những cái bóng cây cao sang và mát mẻ, những con du thuyền đang lướt trên dòng sông. Đúng rồi, và đó là quê hương của AVC. Chính xác. Không. Wow. Có vẻ như đây là nơi thơ mộng để anh em có thể đi chơi và nghỉ dưỡng. Đấy, quá đẹp, cảnh thật tượng sự là như vậy. Cảnh tượng này nó gọi là cứ êm luôn. Oh my god, thật là quá nhiều du thuyền bao giờ. Chính xác, đất nước người ta phát triển luôn. Chúng tôi chưa thấy một cái động tĩnh nào. Có khi là anh em mình phải để cho các bạn đi du lịch em ạ. Em nghĩ thế, có bạn vừa comment 50 triệu tiền vé, em nghĩ là cũng rẻ. Thì cũng gọi là rẻ. Vâng, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị đến với map thi đấu bờ đề, trận thi đấu giữa Fakeland và Big. Như chúng ta đang thấy, con thuyền đi phía trước kia đó chính là bên phía team Fakeland. Con có vẻ như ở đằng sau, Big đang hơi chậm. Không, Big đang hơi chậm. Tất cả các con thuyền đang đỗ kia là những team đang ở nhà. Chính xác. Chiếc thuyền gần nhất ngoài kia đó chính là team OG. Chính xác rồi. Chiếc thuyền ngoài xa anh. Đúng. Còn ngay bây giờ thì chúng ta đang tiến thẳng về phía trước, nơi có cái sân vận động to to. Đó chính là nơi PGL Major Stockholm sẽ được diễn ra. Thật sự là rất đẹp. Bây giờ thì có lẽ chúng ta đã có những tín hiệu trở lại trận thi đấu rồi. Đi du lịch ở trong map Stockholm Thụy Điển đến đây thôi anh em ơi. Quay trở lại ngay với trận thi đấu giữa các thành viên bên phía team. Ôi dồi. Đây rồi. Vậy là map thi đấu đầu tiên trong trận thi đấu bo 4 ngày hôm nay, map thi đấu bờ đề đã kết thúc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuẩn bị trở lại với map thi đấu mid thôi. Đây rồi, chúng ta sẽ cùng trở lại với round thi đấu tiếp theo của trận thi đấu giữa Big và Fakeland thôi. 2-0 đang là tỷ số hiện tại dành cho bên phía team Big. Nhưng mà ở round thi đấu này thì có vẻ như sẽ lại là một round thi đấu echo đến từ bên phía team Fakeland. Vẫn là những câu chuyện với những khẩu Deagle không giáp dành cho đội hình bên phía team Fakeland. Và hãy cùng xem nào, Fakeland muốn làm gì trong round thi đấu này. Có lẽ chỉ là cầu yếu súng mà thôi, chứ còn để đem về trong round thắng là hơi no hope. Sison vẫn quyết định lên cho mình khẩu Scout. Và các thành viên bên phía team Big, tôi đang thấy Kito cùng với Tapsen đã lên cho khẩu mình M4S rồi. Khẩu 4S thì đang là một cái meta thời điểm hiện tại. Big bắn cường hai người ở short luôn và Olofmeister không ngờ đến điều đó. Nhưng đây là một tình huống nghi bình. Fake mid để vào A nhưng có vẻ như sẽ lại là fake để vào B. Sison bắt điệp Rocky rồi. Nhưng Ren vừa có một tình huống đấm mồm hay. 3v3 chưa biết mèo nào cắn được miểu nào đâu, khi mà Karikan vừa nãy đã bò vào bom sạch B và bom sạch A và làm được một mạng rồi. Toàn là những tình huống bắn Deagle cực kỳ ảo đến từ đội hình bên phía team Fakeland. Karigan một mặt, vị trí của Rain cũng vậy. Bây giờ thì đội hình bên phía team Big đang phải trốn đi. Có một người connector, đó là Kito. Ở đây thì Rain có một double kill. Bắn rất tiết kiệm đạn đến từ vị trí của Rain. Thôi xong rồi, 3v2. Và bây giờ Rain đang rất khát máu. Rain đang muốn có những mạng tiếp theo. Góc kê này sẽ là một tình huống nào? Liệu rằng Rain có một triple kill không đây? Biết rằng City là có người. Sẽ là một tiếng lắc tầm ra nhưng chỉ là bắn nửa máu đến từ tên Ren. Trong khi đó cùng với Tuyết hoàn thành round thắng đầu tiên dành cho Fakeland. Một tình huống bắn chéo quá hay đến từ bộ đội của bên phía team Fakeland. Điều không tưởng đã trở thành sự thật. Và đó là một đao điều chiến thắng đến từ bên phía team Fakeland chỉ với những khẩu DE thôi. Đây là DE clan mà tôi biết vào những khoảng thời gian 2017 và 2018. Bắn nó cứ gọi là chỉ mật. Quá sợ. Hai viên hài mặt đến từ bộ đội Karigan cùng với đó Rain. Một trận thi đấu mà chúng ta thấy rằng cứ tưởng như những round thi đấu đầu tiên sẽ là dễ dàng cho Big nhưng không. Faye đang lên tiếng rồi. Và giờ Big sẽ là những người bắn những khẩu Deagle cơ. Trong khi đó thì Karigan đã có mình khẩu M1S Hot Rod trong tay. Với một tướng tò mò như thế này thì Tapsen chắc chắn sẽ phải nằm xuống. Lợi thế ngay thời điểm ban đầu. Trên cục lầu thì Olofmeister headshot đi vị trí Kito. 5v3 rất sớm rồi, có lẽ sẽ là cân bằng tỷ số trong round thiếu thứ tư này. Bây giờ thì các thành viên bên phía team Big sẽ làm gì đây? Có vẻ như họ đang muốn bút người vào trở lại khúc B shot. Khi mà Fakeland cũng đang có những tín hiệu muốn đánh vào khúc bom site B.
Rain sẽ là người đi biter. Rain cũng là một player quái nên đi biter thì cũng sẽ nằm trong cái khả năng của Rain mà thôi. Bây giờ thì bắt đầu tràn xuống B rồi. Rain đi biter ở đây dễ dàng quá. Và Karrigan hạ gục Ictizien hai đều rồi. Một key round ăn được đến từ các thành viên bên VTV Clan. Và nó đang mở ra cái tiền đề để comeback trong những round thiếu đầu tiên. Bây giờ chúng ta thấy sự tai hại đến từ đội hình bên phía Team Big khi mà để thua trong round thiếu vừa rồi. Và khả năng cao đội hình bên phía Team Fake Land sẽ là những người vừa lên dẫn trước. Rất bất ngờ. Matthew Mirage. Khuôn mặt của Brocky. Ăn mừng là điều chắc chắn thôi. Và trong tình huống này thì thôi. Big Eco trắng rồi, chỉ là những khẩu USP và họ đang muốn rủ nhau ra middle để bắn nhau. Nhỡ đâu bây giờ 5 USP 5 mặt thì sao? Ôi, thế thì em không biết nói gì cả. Nào bây giờ thì Karrigan sẽ hút Eco. Liệu rằng có hút được Eco hay không đây? Chạy rất nhanh đến từ Karrigan. Biết rồi. Tràn bom xa ngay lập tức đến từ bên phía Teamfight. Đồ được trả ra và nó sẽ dấu chấm hết luôn đến từ đội hình bên phía Team Big. 3-2 đều chắc chắn rồi, chỉ là bây giờ Faye có mất thêm khẩu súng nào nữa hay không thôi. Em Rocky có khẩu AK đây, kết handler xanh quá. Hơi nhiều không biết luôn. Không biết khẩu này phải là khẩu mượn Phơ không nhỉ? Em Phơ thấy cũng có một khẩu AK kê handler full blue. Ui, Sison có một cái đầu rồi. Nhưng hết mà AK là không thể nhặt được. Đến đây thôi. 3-2, nghiêng đội hình bên phía Faye Clan. Thật sự là gió đang đổi chiều rồi. Nhưng đây sẽ là một round thi đấu quan trọng tiếp theo đến từ bên phía Team Big. Huấn luyện viên đang ngồi ngay sau. Nhưng mà anh đang không hiểu rằng Robban đang ở đâu. Em đã thắc mắc điều đấy. Nếu như nhớ không nhầm thì giải thi đấu này Finland đang không thi đấu với huấn luyện viên Robban. Hai viên USP, hai cái mặt đến Sison. Bây giờ chúng ta thấy rằng đội hình bên Big có thể bài những khẩu súng rifle ốp trong tay Sison, nhưng bom mình là cực kỳ yếu. Chỉ có Chiquito cùng với Ortizian thôi. Và trong tình huống này thì có phải Faye Clan đang muốn đánh rất chậm rãi, họ đã muốn chiếm từng vị trí trong point 1. Đây là một round thi đấu mà các thành viên bên phía Faye Clan chủ động giảm nhịp độ và họ đang muốn đi chiếm map rất kỹ cả. Sẽ là một tình huống ra không biết đồ chậm đến từ Faye Clan thôi. Cái AK ném một quả smoke ra khu vực window để cho những người của underpass có thể di chuyển. Olop sẽ là người bỏ. Olop bỏ thì tôi rất yên tâm. Faye Clan gây áp lực ra khu middle và đang muốn đánh lên khu bom site A khi mà Big đang có những tình huống thuyên chuyển đội hình. Gate cũng như là vị trí Sison đang về khu bom site A. Gate đang ngồi một góc kín và sẽ có một tình huống hút đạn đến từ người bắn off thôi. Nào có flash hay không đây? Có flash. Tapsen hạ gục điện Olop Meister rồi, người biter lại là người chết đầu. Mất người nhưng bây giờ thì Gate lộ ra và cũng đục tốt đến từ cái tên Karrigan cân bằng về người. Nhưng mà chúng ta thấy rằng quả smoke khu vực jungle đã tan đi. Phải nhanh hơn đến từ đội hình bên phía Faye Clan. Brocky đặt được bom thành công rồi. Sison phải đợi vị trí của anh chàng Tizian bách về. Trong khi đó thì ở khu vực connector cũng đang có người, đó là cái tên Tapsen. Đang nhá Brocky thấy rồi, nhưng đó thì bắn tốt hơn đến Tapsen. Kito hạ gục Karrigan thành công. 4 vết thai, không có quá nhiều cơ hội dành cho bộ đôi. Đó là vị trí của Rain cùng với Tweet đã phát hiện ra người. Tapsen một tướng cường skill luôn, double kill cái tên Tapsen. Rain 1v4 là điều không thể, mà nó sẽ là 3 đều mà thôi. Trong tình huống này bắn chết được người gỡ bom nhưng không thể có thêm mạng nữa đến từ cái tên Rain. Một mình Tapsen có cho mình quá ra kill. Không kít. Kịp. Vẫn kịp đến từ các thành viên bên phía Team Big. Sẽ là một cái khoảng tham minh xít sao. Đúng là như vậy, 3-2 dành cho bên phía Team Big. Nhưng tình huống vừa rồi, nếu như mà Brocky có thể kết thúc ở nhịp bắn đầu tiên thì anh nghĩ rằng round này chưa chắc đã thắng đến từ bên phía Team Big. Bởi vì Brocky nằm xuống ngay vị trí đó, thế nên đồng đội cũng khá bị phân tâm. Nếu ngay lập tức người trong jungle cũng giật ra, đó là vị trí Kito. Khá đen dành cho bộ đôi vị trí của Brocky cùng với Karrigan. Cái tham minh mà họ vừa mới di chuyển vào jungle thì đúng cái lúc là quả smoke tàn. Đúng. Hơi đen một chút. Ba đúng đều dành cho bên phía Team Big và bây giờ thì sẽ làm rào thi đấu quan trọng đến từ cả hai team nha. Cả hai team đang không có quá nhiều tiền. Rain phi khu mid đồ nhanh rồi. Và bây giờ thì Rain sẽ làm gì đây? Nhảy vào khúc nối luôn. Đây là một cái phong cách di chuyển quen thuộc của Faye Clan khi rush khu bom xe A. Olof Meister đang là người tăng đầu, nhưng Gate mới là người có mạng đầu tiên. Hai mạng đến vị trí Gate rồi. Gate nằm xuống với Olof Meister, nhưng lầu vẫn đang là một vị trí đẹp đến từ Sison thời điểm hiện tại. Bây giờ thì Sison chưa nhìn thấy ai cả, nhưng bây giờ Sison chỉ cần sống thôi. Đây rồi, Sison nhìn thấy người, bắt đi được vị trí của Rain và đưa tình huống về là 2v4 dành cho bên phía Faye Clan.
Lại là 2v4. Lần này thì lại với chính Brokey và Olof Meister. Trong khi đó thì Olof Meister chỉ đổi được có một thôi. Táp Sen với khẩu MVS liên tục thể hiện khả năng bắn của mình. Vẫn lại là cái tên Táp Sen. Bắn là mặt 4-3 dành cho đội hình bên phía Big. Và chúng tôi đã nghe những tiếng hò reo rồi. Let's go. Nói gì thì nói, gáy thì mấy ông Big với ở Táp Sen cũng không ăn, không kém cạnh những player bên phía team Fake Clan đâu. Hãy nhìn những tình huống cái khẩu M4S hoạt động đi. Rất nhanh chóng với những tình huống có mạng khi mà 4 viên vào người là sẽ nằm. Cái quẩy sai của Gate lại làm tôi nhớ đến anh chàng RPK của Vitality. Một trong những player quẩy khu vực thủ default A cực kỳ dẻo. 4-3 dành cho bên phía team Big và để thua một key round. Các thành viên bên phía team Fake Clan đến với một key round khác. Nếu như để thua trong round thi đấu này thì nhiều khả năng Big sẽ vươn lên đến tận 6 đó. Cardigan vừa bắn off vào chân rồi. Nhưng đây là những tình huống gây đam rất đau ở khu middle đến từ cả hai bên. Có vẻ như chúng ta thấy rằng vẫn cân bằng về người. Cardigan bây giờ không đổi sang mình khẩu ốp trong tay Brokey, vẫn đang giữ mình khẩu AK với lượng máu ít ỏi là 17 HP. Một quả nết nhồi ra không có top beat nhưng có vẻ chưa được chính xác cho lắm đến từ đội hình bên phía team Big. Sẽ làm ra thi đấu mà các thành viên bên phía team Big căn tham mình để trả đồ dần ra thôi. Nhưng bây giờ thì Fake Clan đã chiếm được hoàn toàn khúc middle rồi. Họ có vẻ như đang muốn một tình huống tiếp tục đánh lên khúc bom sai A. Hiện tại thì bom sai A của Big, Gate cũng như là vị trí của Sison đang giữ rất dẻo ở trong những round thi đấu vừa qua. Chúng ta thấy đội hình bên phía team Fake Clan họ đang khá tù trong round thi đấu này. Và lại là câu chuyện set bài bom xa đến từ bên phía Fake Clan, nhưng mà hai round thì liên tiếp Fake đã để thua. Nhưng mà đây là một quả smoke có vẻ như là lỗi đến từ đội bên phía Thích Minh. Trong khi đó là tuyết vả bom Táp Sen thành công nhưng vẫn còn ghét ở đây. Ghét chỉ đổi được có một thôi. Brokey là người mạng, vẫn còn khẩu bóp trong tay Sison nữa. Các thiên bên phía team Fake họ biết điều này. Họ đang liên tục tiếng trả đồ ra và bây giờ thì đi qua được rồi. Sison bắt buộc lùi về nhưng trong khi đó thì Kito đang muốn kéo ốp ra. Ba player bên phía team Big đang ở CT side và đội hình bên phía team Big tù hơn bao giờ hết. Chính xác rồi, ba CT sẽ không phải là một tình huống đẹp để retake nhưng mà đi xếp súng luôn đến từ bên phía team Big này. Liệu rằng đây là một tình huống chơi an toàn quá đến từ Big hay không? Nhưng tôi nghĩ rằng tình huống xếp súng này cũng sẽ là hợp lý thôi. Khi mà ở trong round tiếp theo thì Big cũng không phải là có quá nhiều tiền sau khi để thua round thi đấu này đâu. Khá là 50-50, thật ra thì cũng chỉ là 80-20 thôi nếu mà tình huống này Big cậu quyết định là cứu. Và xếp súng sẽ là một quyết định hợp lý. Round thi đấu sau thì Kito cùng với đó là cái tên Sison hoàn toàn drop cho người đồng đội của mình những khẩu súng được. Và đó là 4 đều dành cho bên phía team Big cùng với đó Fake Clan trong map thi đấu Mirage, map Big của đội hình bên phía team Fake. 4 đều, cả hai team đang giành giật nhau từng round thi đấu một. Và nếu như những player có nhiều tiền của bên phía team Big drop ra được những khẩu M4S thì round thi đấu tiếp theo vẫn sẽ là một round thi đấu đủ bài đến từ bên phía team Big, cụ thể là Tizian cũng như là Season. Thật sự lại là một giải thi đấu hiếm hoi mà chúng ta nhìn thấy các player họ online. Chính xác. Bây giờ chúng ta đến với round thi đấu thứ 9 khi một tỷ số bây giờ là 4 đều dành cho cả hai team. Hãy cùng xem nào, đây sẽ là một key round rất quan trọng dành cho đội hình bên phía team Big cùng với đó Fake Clan ra được middle thành công đến từ trận Rain. Nhưng mà vẫn ăn cho mình một viên ốp vào chân thì phải. Lùi về với 24 HP còn lại. Đó là những tình huống đục với khẩu M4S cũng như là có thêm một quả lửa nữa vào cái khu vực top mid này. Nên Rain đã bị yếu máu ngay rồi. Bây giờ thì bên phía team Big sau khá nhiều round thi đấu mà họ để cho Fake Clan hành hạ mình ở middle thì bây giờ họ quyết định đẩy khu middle luôn. Một setup rất cool skill đến từ bên phía team Big. Nhưng may thay cho Fake Clan trong round thi đấu này là họ chỉ vào những tình huống kê mà thôi. Họ không đi ra khúc mid như thường lệ nữa. Nhưng bây giờ thì tham mình đang dần trôi đi. Fake Clan đang toàn tính điều gì trong đầu. Và liệu rằng đây có phải là tình huống đánh luôn bài vào khúc bom xe B không đây? Nếu như đánh vào bài B thì nó sẽ là quyết định tuyệt vời. Khi mà trong bom xe B chỉ có đó là một mình Táp Sen và không có một quả đồ nào. Bây giờ Táp Sen đang là player solo bom xe B. Và đội hình bên phía Fake bắt đầu vào vị trí ném bom rồi. Và liệu rằng một mình Táp Sen có là đủ hay không đây? Tham mình bên phía team Fake Clan phải chuẩn chỉ hơn.
Trong khi đó Tizan đang thì muốn đẩy rồi và ở đây thì Ghét đã bách về bom sai B. Thôi xong, có vẻ bên phía team Big đã đoán ra và Táp Sen trong bom sai chỉ cần có một mạng hoặc chỉ là một công chuyện sinh tồn thôi. Hãy cùng xem nào, bắt đầu vào được bom sai và bây giờ thì Táp Sen có mình một đến trước đó thì Karagan cũng đổi được mạng Ghét thành công. Voki đưa tình huống về đó là 4v3 rồi, lợi thế dành cho đội bên phía team Fake Clan nhưng ngay lập tức Tizan đưa về một thế cân bằng, không có mạng tiếp theo Tizan nhưng nhìn lượng máu mà xem rất yếu máu đến từ bên phía team Fake. Trong khi đó thì ở đây là 2v3 kéo ốp là tốt đến từ tên Sison và double kill Sison. Thôi xong rồi, Tuyết đang là một tiếng bài tờ rất xa và sẽ gỡ bom luôn tôi, và đó là 5-4 dành bên phía team Big. 5-4 dành cho bên phía team Big. Tuyết thì quá yếu máu rồi nên anh chàng này phải vào vị trí bài tờ, không thể làm được gì hơn nữa. Nếu như vừa rồi Fake Clan giữ lại được một chút người, à không phải là giữ lại được một chút người mà là thời gian nữa, là một chút thời gian nữa, đánh hơn một chút nữa thôi thì có lẽ là họ sẽ đục thủng được cái khu bom CB này sớm hơn, hoặc họ sống lâu một chút nữa thôi, đợi vị trí của Tuyết. Nhưng mà câu chuyện thì nó vẫn là câu chuyện thôi, buồn chừng lắm. Vâng, và chúng ta sẽ đến với cả chiến dịch tiếp theo thôi. Sison cầm ốp đẩy mid rồi và Sison bắt được cái tên Rain. Và tình huống bắn tốt của Sison lợi thế hơn người thì rất sớm cho mình. Ở đây thì sao? Karian kịp đổi một rồi bắt được người ở Zango, đó là cái tên Kito. Và đang một tình huống cân bằng về người nhưng Sison đang yếu 4 HP. Ở đây Twist kịp đổi một. Broky thì nằm xuống bởi cái Tam Sen rồi. Double kill cho Twist. Được tình huống vậy đó là 3v2 lợi thế hơn người trong Fake Clan. 3v2, Sison trước đó một tình huống mà Rebrick tuy nhiên rằng bị bắn yếu chỉ còn lại 10 máu. Và đội hình của Fake Clan họ chủ động vào khu vực bom sai B. Tizian sẽ thấy một người ở đây và Karagan không, chính xác là Twist check quá cẩn thận và đúng là mình sẽ là nằm đều dành cho Fake Clan. Và Sison với 10 máu cầm cho mình trong tay một khẩu SWP Redline thì lựa chọn đi safe nó sẽ là tối ưu nhất ở trong round thi đấu này. Không còn một cái đường nào để Big có thể lên được con số 6, trừ khi Fake Clan bằng một cách thần kỳ nào đó, bằng một cách hề hước nào đó họ lại để thua trong round thi đấu này. Không có đâu, hai quả lửa check hết khu vực lầu B rồi, khu vực ô tô cũng như là khu vực lầu gần. Anh nghĩ là tỷ số sẽ 5 đều thôi. Sison sẽ cố gắng giữ cho mình khẩu ốp này. Và đương nhiên rồi, mọi thứ đã được đưa trở lại sự cân bằng của nó. Rất sorry anh em là hai anh già chúng tôi thì sức khỏe bây giờ thì cũng đã tuổi cao sức yếu rồi. Thì đâm ra là cũng chỉ chinh chiến được khoảng tầm đấy thôi để có thể nhường lại cho lứa trẻ. Những người đang ngực khí thế như tôi cũng như là Việt đây sẽ phục vụ anh em ở những round đấu tiếp theo trong cặp trận giữa Big cũng như là cả Fake Clan này. Và tỷ số tạm thời đang là 5 đều cho cả hai đội. Round thắng rất cần thiết của Fake Clan. Họ chỉ mất hai súng thôi, còn ngược lại thì sao? Bên phía Big chỉ có một mình cái tên Sison là người xếp được ốp. Họ mất cho mình tận 4 súng rồi. Mất 4 súng như thế này thì cái lượng tiền của Big nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều thôi. Đây là một round thì nếu mà cá nhân của Fake Clan họ đã làm rất tốt. Vị trí của Twist có cho mình một và cái mạng thứ hai này gần như nó đã ấn định được cái round chiến thắng thứ 5 dành cho Fake Clan. Khi mà rõ ràng góc đứng của chàng Broky là hơi cương, việc phải chết là điều rất dễ hiểu. Và bây giờ thì Big sẽ có một round thi đấu mà họ eco và chỉ có mình Sison là xếp được khẩu ốp. Và nếu khẩu ốp được Sison làm được khoảng tầm 3 mạng thì mọi thứ vẫn là còn nguyên dành cho Big. Chứ nếu như một tình huống chết chay nó được xảy ra thì 6 năm nó là một cái tỷ lệ lớn, cũng như nó sẽ chắc chắn dành cho các viên Fake Clan hơn. Anh đồng tình với quan điểm của Việt thôi. Chúng ta cùng xem nào. Đây là một round đấu mà Eco đến từ Big chỉ bắn lại duy nhất một khẩu ốp xếp được trên người của anh chàng Sison. Và tiếng cũng đẩy Amen đến từ Ghét rồi. Và chúng ta cùng xem liệu người đi khu vực lầu A có check hay không đây. Đó là cái tên Twist. Vẫn check rất cẩn thận đến từ Twist. Nhưng đây là một tình huống nhà đến từ Ghét rồi. Quyết định không đẩy về T-Bay đến từ anh chàng Ghét này rồi. Một round đấu mà khả năng cao phây đánh chậm. Một quả Smoke và Karagan định ý của anh ý là ném ra khu vực Nest nhưng mà ném lỗi. Và bây giờ thì Fake Clan họ lại phải tốn thêm quả smoke nữa để có thể che đi khu vực Nest này. Đến đây là một round thi đấu mà Big họ không quá nhiều đồ, giờ chỉ còn đúng quả smoke của anh chàng Sison thôi. Sison cần phải làm tốt trong tình huống này. Một góc đứng ở vị trí ladder room này thường sẽ đổi khoảng tầm một mạng nếu như đối phương diệt connector vào đây rồi. Đó là một dành cho anh chàng Sison, nhưng CT vẫn còn người, đó là Tapsen.
vẫn chỉ đang gọi là holding lại ở vị trí City kết bóc. Sẽ cố gắng đặt C4 trong tình huống này, rất là cẩn thận đến từ đội hình của Fakeland. C4 đặt thành công thì tỷ lệ chiến thắng nó là cao hơn bao giờ hết. Twist cũng bị ăn những cái viên đạn, giờ chỉ còn là hai máu. 4v4, đừng bảo với tôi là Big họ có thể giành chiến thắng ở trong round thi đấu này nha. Fakeland họ biết đối phương ở cái quanh quanh ladder room, đó là cổ ốp của anh chàng Sison. Sison có một, nhưng ở những vị trí khác thì Fakeland họ vẫn đang làm tốt. Và Sison có lẽ sẽ là đi xếp súng lần thứ hai ở hai round thi đấu gần nhất 6 năm dành cho Fakeland. Một round đầu mà OP của Big bắn tốt anh em ạ. Sison đã làm cho mình cái double kill rồi. Đi xếp cho mình khẩu OP cũng là một lựa chọn không tồi đến từ cá nhân Sison. Giữ được OP, giữ được kit và giữ được cho mình cả một cái giáp nữa. Chúng ta cùng xem nào. Tỷ số tạm thời đang là một lợi thế nho nhỏ dành cho Fakeland. Cũng dễ hiểu thôi khi đây là map pick của phải. Fakeland ngày thì hôm qua chúng ta thấy là họ bắn đến phía City side khá là tốt. Và với việc có khoảng tầm 6 round và thậm chí là con số này không chỉ dừng lại ở đây, thì Fakeland họ cũng đang có những cái lợi thế nhất định ở trong cái map Thiếu Mirage này. Đây là map pick của các viên về Fakeland. Và sang đến map Thiếu Opath thì mình đang đánh giá các viên về phía Fakeland họ cao một chút. Đây là nhận định cá nhân của mình thôi. Còn cái map thi đấu thứ hai nó vẫn chưa diễn ra đâu, khi mà ở trong cái map thi đấu đầu tiên đã có những tình huống tech power nó diễn ra có thể nói là khá lâu. Và bây giờ thì mới chỉ là round thứ 12 thôi, 6 năm. Và không biết có phải là 6 đều dành cho Big hay không đây, khi mà có một round thi đấu gắn ra dành cho đội của Big. Chính xác rồi. Một round đấu mà Big họ lại tiếp tục đó là H3. Cũng dễ hiểu thôi khi tôi nhìn không nhầm vừa rồi có hai player cũng chỉ có cho mình 3.400 đô. Lượng tiền rất khó để có thể full buy. Brokey phân tích thành công, dứt điểm được cái tên ghét rồi. Lợi thế hơn người từ khá sớm dành cho phải. Với cái việc mà Big họ lên đồ như này thì khả năng cao tỷ số sẽ là 7-5 cho phải. Đây một tình huống mà Sison lại bắn chủ động vào ôm đi pick rồi, nhưng có người kê lại là Rain. Rain headshot Sison. Rain thấy một người nhảy xuống khu vực underpass vào đây rồi. Karin là người bắt được cái tên Tyrian. Và đang lợi thế hơn người quá lớn cho phải. Và dĩ nhiên tỷ số sẽ là 7-5 cho phải thôi. Táp Sen có được một mồm. Những cái round thi đấu này nó sẽ thuộc về các viên về Fakeland thôi. Pop ra một quả flash để có thể khiến cho đội hình của Fakeland họ lùi về một chút. Nhưng thời gian còn là rất nhiều. Fakeland họ thậm chí có cả Olof Meister của bom side B để có thể mở ra một con đường tiến công. Và Rain có cho mình double kill rồi. Olof không cần vào bom side B bởi Rain đã làm hết. 7-5. Cứ ngỡ sẽ là một gun round dành cho Big, nhưng họ cũng rất cẩn thận và chủ động chỉ là lên lục cũng như là vài cái giáp nhỏ thôi. Và bây giờ thì mới là cái round thực sự có cho mình những khẩu M4 và cái lượng bom mìn nó là ổn thỏa hơn. Một key round quan trọng dành cho Big. Nếu như họ thua thì rất có thể Fakeland sẽ lên được khoảng tầm round thi đấu chiến thắng số 9 và một cái tỷ số khoảng tầm 9-6 thôi. Thì các bạn thấy đấy rằng là Fakeland họ đang trên cơ rất nhiều ở trong cái lượt thi đấu first half này. 7-5 cho Fake rồi. Nhưng đây sẽ là một key round quan trọng của Big. Vì nếu như Big thua thì Fakeland hoàn toàn có thể nghĩ cái việc dẫn đậm ở bên phía T-side. Một tình huống được muốn set bài bom side B rồi. Rain đứng vị trí ném cho mình quả smoke chain đi không bị shot. Chúng ta cùng xem nào. Tizian đang bắn rất chủ động trên lầu B, một tiếng đẩy lầu. Bây giờ thì bắt buộc phải lùi lại khi đang có những tín hiệu đến từ Fakeland. Fakeland trước đó đã búp ra cùng quả flash rồi. Tizian thì sao đang trốn ở khu vực ô tô. Và Tizian ngó lên, thao mình tốt, có một bạn rồi. Và ở dưới side Kito làm đôi. Và bắn tốt của Kito, Karian tăng tăng với Makit đổi được một cái mạng của Tapsen. Với tình huống V2-4, Kito có triple kill. Và chỉ còn mình Rain đang ở trên khu vực lầu B thôi. Rain hình như nó vẫn chưa lộ vị trí của mình, bây giờ sẽ là free kill dành cho Rain. Nhưng ở đằng sau lưng vẫn còn đó là người. Và với việc mà 1v4 có rất nhiều góc cần phải check thì Rain không làm nên điều quá bất ngờ ngoài việc hốt được một mạng của chàng Kito. Và đó là round thi đấu chiến thắng thứ 6 dành cho các viên bên phía team Big. Và có vẻ là có một quyền tackle timeout ngay lập tức sau khi mà các viên bên phía Fed họ để thua một round thi đấu mà chủ động là rớt B nhanh. Nhưng mà bộ đôi bom sai B của các viên bên phía team Big đã làm rất tốt. Mặc dù cái tình huống tăng vào Kugara của Karigan cá nhân mình đánh giá rất cao, khi mà cái khoảng tham binh mà có lẽ hai ông Big chưa hiểu chuyện xảy ra thì Karigan đã bò vào trong market rồi. Và bây giờ thì sẽ là một cái key round dành cho Fakeland. 7 đều thì rất có thể là 8-7 dành cho Big. Còn nếu là 8-6 thì cơ hội dành cho Big ở trong cái round thi đấu cuối cùng lượt thi đấu first half là còn. Khi mà round thi đấu trước họ chỉ mất cho mình duy nhất đó là hai súng thôi, không có vấn đề gì lớn cả. Một round đầu mà Fakeland định tràn B và họ đã không thành công rồi, khi mà cái tên Kito với cả anh chàng Tizen bắn rất tốt.
tình huống mà anh đánh giá là Tizen Cantamin rất ai. Anh ấy rất nhạy bén trả ra cho một quả smoke ô tô, sau đó Cantamin giạt lên và bắt được cho mình một người cũng như gây ra sự khó chịu cho Faye. Rất nhiều player của Faye bị sự chú ý của anh chàng Tizen. Đã quên mất rằng Tizen, cái tên Kito vẫn còn ở trong side. Một tình huống để underpass không thành công của Sison rồi. Sison đã phải sủi vì mid chạy ra một quả smoke để che đi khu vực underpass. Ở đây Tizen tiếp tục đẩy khu vực lầu B, đem lại một lợi thế rất lớn cho Big. Có được nhiều thông tin và chúng ta cùng xem Tizen xử lý nào đây. Lộ tiếng rồi, có vẻ như đang sợ, đang có ý định muốn sủi đến từ anh chàng Tizen. Phép clan xong một tình huống mà vị trí sàng Sison đẩy khu underpass, họ cũng không ý định di chuyển lại vào cái khu vực này. Vẫn chỉ đang giữ lại 3 người ở khu vực lầu B cũng như là 2 người ở khu vực ram thôi. Kê đẩy rất chậm rãi. Cái round thi đấu này họ đang muốn giảm cái tốc độ đi một chút. Round trước đánh nhanh không thành công thì không biết đánh chậm nó có làm nên cơn cháo gì hay không. Thì mà hai người cường của Ram như này thì sẽ là một bất ngờ lớn ở Fakeland. Cũng đã có những quả flash pop ra để có thể check lại Ram. Và đó là tình huống bắn tốt đến từ Twist. Biết thêm một người nữa, đó là chàng Sison. Twist xử lý như nào đây? Chủ động trả lửa đuổi Sison ra một góc đứng khác. Vậy cũng đã là thành công dành cho các viên bên Fakeland rồi. Nhưng thời gian thì còn là 35 giây. Brocky bắt được Sison nữa. Ren đi giảm. Ren phát hiện là cánh tay của Kito nhưng mà đã bị bắn yếu. Kito và Tizen mỗi người một mạng. Và Kito biết được Ren ở đâu. Đấu súng xảy ra. Ren mới là người chiến thắng. 3v2, bom xe là hoàn toàn rỗng mở dành cho viên Fakeland. Và The Rain double kill không đấy, double kill dành cho Rain cho dù anh chàng phải có 6 máu. Và bây giờ triple kill, hiệu trưởng Rain đã lên tiếng vùi dập hoàn toàn các viên bên phía Big ở trong round thi đấu vừa rồi. Và xử lý đầy kinh nghiệm và khôn ngoan đến từ Rain. Anh ấy yếu máu rồi, quyết định là nhảy xuống lòng mid và chọn cho mình những góc đứng bắn chỏm đầu. Rất hay anh em ạ. Mặc dù Rain chỉ còn cho mình 6 HP thôi, nhưng đó là một góc mà Rain nhá nhấp rất khéo. Địch chỉ nhìn thấy được cái chỏm đầu của Rain. Và anh ấy cho thấy cái khả năng bắn tay to của mình. Cái triple kill. Hai trong số đó là tình huống bắn toàn mồm là mồm thôi. Tình huống mà định tràn của AP nhanh thì tự lốp chẳng. Quyết định là sủi luôn rồi. Rain thì bắt được cái tên anh chàng Kito đẩy cũng biết đồ. Rain đang bắn rất bay ở hai round đấu gần đây. Tỷ số đang là 8-6 dành cho Faye rồi. Round đấu cuối cùng của The Flash này. Và liệu nó có phải là 9-6 không? Cùng xem nào. 9-6 đến rất gần. Thì mà đây là một round thi đấu Big, họ cũng không có quá nhiều súng đạn. Và bây giờ thì đội hình của Fakeland họ đang muốn rủ nhau ra không biết đồ 4 người ra mid. Và chỉ có một mình vị trí chàng Twist là đang ở lại khu vực T-Bay thôi. Sẽ có những cái bước tiến lên ram để có thể check được những cái góc ở cái vị trí này. Và giờ bắt đầu phi ra mid để bắn nhau. Nhưng mà với cái lợi thế về hỏa lực thì Fakeland nó nhưng mà Sison có cho mình cái triple kill với khẩu scout ở trong tay. Tức thì bắn quá tuyệt vời. Và Twist ở một tình huống 1v2 C4 thì rời. Lựa chọn của Big là một người đứng xa, một người đứng gần. Twist đẩy ra nhưng ăn một viên scout bắn chết. Sison thì là 4. Cương ơ là 9-6 cho Fed nhưng hóa ra là nó 7-8 cho Big. Một lượt thì nó first up quá căng thẳng khi mà cả hai đội giằng co nhau từng round thi đấu một. Và chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong ít phút trước khi đến với những diễn biến tiếp theo của lượt thi đấu second half trong trận thi đấu giữa Fed đối đầu với Big. Seems like I can't get a ray from the hot sun. Always night and never day. Even when I wash the floor, the dust still comes. Keep on hunting for the bread. No matter how lost, need no light nor spark. I'm a light more. I, with my eyes closed, I can see in the dark. I'm a quiet. Brother.
sun. Always night, it's never day. Even when I watch the floor, the dust will come. Keep on hunting for the prey. No matter how lost, need no light, no spark. I'm a lion mode. I, with my eyes closed, I can see in the dark. I'm a quiet storm, far from calm. I know you feel me, brother. Đây rồi, những cái ôm nhau, những cái động viên nhau của bên phía Fedland. Cứ ngỡ là 9-6 dành cho họ, nhưng mà Sison thì bắn scout quá tở. Những tình huống bắn ốp của anh ý thì chúng ta thấy rằng là cái độ hiệu quả nó không phải là đạt 100%. Nhưng mà bắn scout thì có 2 viên đạn là 3 rồi. Và tốn thêm 1 viên, tốn thêm khoảng 2 viên nữa thôi, 2 viên vào người anh trong thích xem ra là 4 luôn. Và đó là thì chiến thắng số 7. Rewind lại một tí và bây giờ chúng ta quay trở lại với cái pistol round thứ 2, nơi mà các thành viên bên Fedland họ sẽ được chơi bên phía City Side trước. Pistol round đầu tiên thì là những cái highlight đến từ vị trí chọn Top Sen cũng như là Twist, nhưng cái phần chiến thắng thì lại thuộc về các thành viên bên phía Team Big. Chúng ta để thấy là ở round đầu cuối cùng là Fedland thì có một tình huống bắn gọi là đẳng cấp của Sison. Pha làm 4 với khẩu sơ cao, một tình huống khó rồi. Hai vết 4. Chúng ta cùng xem nào. Đây sẽ một round đầu pistol, quyết định bắn 3 đến từ Fakeland, một tiếng con set bài bom sai của Big và sẽ tràn khu Amen thôi. Không có bất kỳ ai đi cùng lầu A cả. Và đây Tam Sen bắt được cái tên Ren ở cùng thủ 3. Twist ở Sunquick có mấy đây? Có một thôi, bom sai clear. 3 chỉ đổi được duy nhất một người. Olof Meister với cả Karian gặp khó thực sự rồi. Mặc dù Karian có kit, nhưng đây là một tình huống di tích bom cực kỳ khó khăn. Ăn một viên đạn vào mồm, có 5 HP. Vẫn rất cẩn thận đơn Sison rồi, bắn tóc vào đầu Karrigan. Bây giờ thì Olof Meister lộ vị trí, sẽ là cái pistol round thứ 2 dành cho các viên bên phía Team Big ở trong trận thi đấu ngày hôm nay. Một round thi đấu và các viên bên phía Fedland họ chủ động bắt bài 3A. Họ bắt bài đúng, bởi vì Big là một đội tuyển bắn T-side Mirage rất thường hay sử dụng cái bài Smoke Connector và cùng nhau đẩy ra từ đường ramp. Nhưng đây là một round thi đấu mà Top Sen một lần nữa thể hiện cái khả năng bắn lục của mình nó là tốt đến nhường nào. 8 đều. Và giờ Fedland họ sẽ chủ động là fog buy luôn với 2 scout cũng như là 3 DE. Và các bạn đừng quên Fedland là đội tuyển mà chúng ta hay gọi vui là DE clan, bởi vì khả năng sử dụng những khẩu lục bạc của họ là cực kỳ tốt. DE clan liệu một tỏa sáng hay không đây? Rain bắn hút viên đạn DE đầu tiên rồi. Round đầu pistol thì lại một lần nữa đi cái tên Top Sen tỏa sáng anh em ạ. Và liệu ở second round Top Sen có giúp cho Big có được một round thắng hay không đây? Khi đối thủ có đang bắt bài bắn 3B, Karian ở khu ghế đá chưa có mạng. Một viên sẽ cao đầu tiên đã xịt rồi, nhưng Olof Meister đứng một vị trí đứng đẹp. Olof có biết nào, Olof làm đây. Và liệu Olof có chip một kim hay không đây? Olof yếu rồi. Olof nằm xuống bởi cái tên Sison, nhưng trước đó Twist kịp đổi bột rồi. Nên vẫn đang quẩy khá khéo trong sai. Hai người của Big đang bị kết lại ở B short. Và có vẻ như Fedland họ sắp thắng đến nơi rồi, khi mà hai thành viên của Big họ yếu và đã có người nằm, đó là Chakito. C4 thì rơi như Sison một lần nữa lại tỏa sáng với khẩu scout, nhưng còn hai người nữa của Fedland còn sống cơ. Và Brocky đứng ở cái khu vực nest chĩa thẳng ra B short, không có cơ hội nào cho Sison để về A đặt bom cả. 9-8 dành cho các bên về Fedland. Ăn được pistol round không đồng nghĩa với việc là Fedland họ sẽ buông lỏng ở hai round thi đấu tiếp theo đâu. Chính xác rồi, đúng là DE Clan, đúng như những gì mà Việt nói tôi anh em ạ. Fake Clan bắn một round đầu mà khiến cho Big ngã ngửa.
những liên tục những tình huống tỏa sáng của những cá nhân bên phía Fakeland. Nhưng đó là tình huống Fakeland bắt bài chính xác bắn 3B. Cái tên Twist với cả Olof Meister đã làm nốt phần việc còn lại mà Karian giao cho hai player này. Đây sẽ là một round đầu bích quyết định là Eco luôn. Eco trắng anh em ơi. Ui rồi ôi, là nết và bây giờ rồi sẽ là 18 dành cho Fakeland và không có một sự phản kháng nào đến từ đội của bích cả. Một round thi đấu mà cởi trần bắn nhau ăn nết thì các bạn mới biết đau đến nhường nào. Quá nhanh. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Và bây giờ với cái lượng tiền này của Bigland, chính xác là Big, thì nó mới gọi là khó để bài. Full bài cũng khó, mà có lẽ sẽ là hát bài thôi. Hát có bài cho mình đó là những cái khẩu súng như kiểu là DE, Tech 9, PE50 các kiểu, vài quả bom để làm sao mà vào được trong bom sai. Và nhiệm vụ lớn nhất chắc có lẽ sẽ cố gắng đặt được C4 ở trong round thi đấu này. Và Fakeland đưa ra một cái đội hình đó là 3B và 2A, chủ động để cái khu vực middle này dành cho Big, muốn làm gì thì làm, cũng chỉ gọi là gài người ở ladder room để tránh những tình huống bóc máy từ connector thôi. Chính xác rồi. Big phải nói là họ đang có những cái chiến thuật khá dị ở lượt thi đấu. First Hat cũng vậy, có một rào mà Big Eco. Rào đầu tiếp theo thì Big chỉ hát bài thôi. Khá giống cái thời set ngày xưa anh em ạ. Ở đây thì Twist bắt được cái tên Sison rồi. Và cái tên Kito trên khu vực lâu A thì có một cái mạng của Brokey. Đừng coi thường những khẩu DE trên người của player của Big. Họ có những cá nhân sử dụng DE cực kỳ hay luôn. Tam Sen vả mồm thì công đền rồi. Nhưng vẫn là tiếng 2 vs 3 thôi. Kiểu lúc Meister đổi ngay cái mạng của Tizian. 2 vs 3 liệu Tam Sen với cả cái tên Kito có bảo sáng hay không đây. Kito làm double kill, được người trên sở tè là cái tên Twitch ZZ thôi. Nhưng vẫn có một cái tên nữa, đó là anh chàng Karian. Karian bắn chết được cái tên Tam Sen. Và cuối cùng Karian kết thúc đi Kito 11-8 dành cho Fakeland. Nhưng đó là một round thắng quá vất vả của Fakeland. Mất tận 3 súng liền, chỉ ở một round đấu một đối thủ ad bài thôi. Ở đầu round mình có nói hớ là Big Clan, nhưng mà có khi là Big Clan thật. Bắn đê cũng kinh. Thế mà đáng tiếc là bộ đôi già dơ của Fakeland họ xử lý cũng là an toàn. Họ không chủ động lao ra bắn nhau và sử dụng những quả đồ còn lại của mình để có thể làm sao bảo toàn được cái mạng sớm, cũng như là chắc cú đem về cho mình ra thì đầu chiến thắng thứ 11. Và bây giờ thì Big họ sẽ có một cái gun round và size này có ốp chủ động kéo ốp ra để đẩy B-shot cũng như là connector. Nhưng những cái quả flash của Fakeland là quá khó chịu. Họ bỏ mid nhưng vẫn gây áp lực bằng những cái lượng đồ mà họ có ở trong tay. Sison đang bắn rất cương. Brokey bắt được Sison rồi. Hai upper đấu nhau và người giành chiến thắng là cái tên Brokey. Lợi thế hơn người dành cho Fakeland. Round đấu mà Vic họ đã control được mid từ rất sớm luôn. Khi Fakeland quyết định nhường lại việc kiểm soát cho Big ở middle, họ chỉ trả ra những quả flash để có thể gây sự khó chịu cho Big thôi. Tăng vào ladder đến từ gate rồi. Rất có thể là tiêu đánh bom xe bể, nhưng vẫn còn một người nữa ở khu vực gần B-shot. Đó là anh chàng Olof Meister với cổ pha mát trên tay. Bây giờ thì có quả smoke được trả ra từ Olof rồi. Điều này sẽ khiến các viên bên phía team Big họ không tràn được vào B. Nhưng Kito trên lầu B thì bắt được Olof. Giờ chỉ là một mình Karrigan gọi thêm cả Twist về hỗ trợ. Round thì hôm nay là khó. Nhưng Karrigan bắt thăm mình tốt hạng được một người, không có double kill cho Karrigan. Giờ Twist thì chết chay ở trong bom sai. Và giờ B clear. Fakeland họ sẽ muốn retake ở trong tình huống này khi mà có người móc, nhưng người móc thì lại chết chay khi tham binh vẫn còn là cầm rào. Và Brokey chủ động xếp súng luôn. Một quyết định hợp lý đến từ anh chàng người Latvia. Brokey sẽ là 9-11 dành cho các viên bên phía team Big. Một round đầu mà hơi đen cho Twist khi mà Twist đã chết chay trong sai. Nhưng cũng phải kể đến một tình huống đi gì móc của Rain. Rain không nghĩ rằng lại có người kê lại cục trên lầu và anh ấy cầm rào lên để di chuyển nhanh hơn. Walk bằng rào thì bao giờ di chuyển cũng nhanh hơn một chút khi mà anh em walk bằng súng anh em ạ. Và đương nhiên rồi, đội giành chiến thắng đó là cái tên Big. Và tỷ số nó sẽ là 9-11 dành cho Big thôi. Họ eco một rào, sau đó một rào tiếp theo hát bài. Đến tận rào thứ 3 thì mới có thể full bài. Ghét rất hớ hình khi mà để quả C4 nổ chết. Rõ ràng là một rào thi đấu mà đối phương đã đi xếp súng rồi thì cần phải bảo toàn cái mạng sống nó triệt để nhất. Nhưng mà anh chàng ghét này hơi hớ một chút, bom đổ. Dẫu sao điều này nó sẽ ảnh hưởng đến cái lượng kinh tế của các viên bên phía Big. Và như các bạn thấy giờ, nếu như xếp được 3 súng thì sẽ là chắc cú với 5 AK. Nhưng mà các viên bên phía của Big họ có những chàng Sison lên cho mình, đó là Mark 10. Khi mà đây vẫn là một gun round của Fakeland, họ quyết định là fork bay tới bến, mặc dù lượng bom mìn không phải là quá đủ đầy. Một round đấu mà Sison chỉ bắn cho mình đó là không Mark 10 thôi. Và liệu Rain
với tình huống di chuyển như này thì có quyết định đẩy LOA hay không đây. Trên LOA của Bích vẫn còn đó tên Kito. Tôi nghĩ rằng là anh chàng Green không dám đẩy đâu. Một round đầu khả năng cao Bích muốn set bài bom sai à rồi. 1 phút 20 giây sẽ ném bom chẳng. Đang cần vết sẽ là một quả sớm bốc che đi cùng giờ tay với cả một quả sớm bốc che đi cùng con đách thôi. Có lửa trả xuống cùng chân lầu rồi. Và đây Rin, Rin chẳng quá chết chay. Olaf Meister trên lầu có một Olaf làm đôi. Olaf thấy người thứ ba rồi nhưng không thể có triple kill được. Một pha di chuyển rất hay của player đi khu vực sơ tè. Sison móc ngược về jungle. Nằm xuống 7 tên Brocky rồi. Ở đây thì sao? Olaf Meister nằm xuống nhưng trước đó Twist làm đôi. 12-9 dành cho FaZe Clan. Một tình huống thủ sai bom sai A cực kỳ chuẩn chỉ của FaZe. Mặt ra thì đâu vị trí anh chàng Olof đã làm rất tốt. Mặc dù đúng là Rain đã chết chay trong tình huống đó, nhưng những cái quả flash được bu vào của các đặc biệt đến với Bích đó là khó chịu đến nhường nào. Tất nhiên là có một tình huống mà gọi vị trí của anh chàng Sison về làm bài tơ. Nhưng mà tình huống đó thì Sison chỉ cầm một khẩu M4S, mới chỉ là bắn đinh và Brocky thôi, chứ chưa phải là một tình huống gọi là dứt điểm được anh chàng này. Thế nên bây giờ Bích họ phải chơi cho mình một round thi đấu Eco. Có chăng đó là những cái khẩu lục DE. Bây giờ thì chủ động muốn đẩy mid, nhưng mà hai người di chuyển ra khu mid đồ này để có thể gây khó chịu dành cho các viên bên phía team Big. Lượng máu cấu đi cũng là khá tốt với những tình huống bắn cũng như là trả đồ. Và Karrigan cầm sẵn trong tay một khẩu MP9 để có thể hốt những cái mạng eco này cho nó triệt để nhất. Một round đầu mà có thể gọi là semi buy đến từ Big. Một cái lối chơi khá chuẩn chỉ rồi. Flash boom ra tốt để Brocky và Twist nhà ra dứt điểm đi tạp sẹt. Và Twist có double kill rồi. Cái mạng rất đơn giản thôi, kết thúc vị trí của Rain. Nhưng Twist có cho mình cái triple kill. 3 mạng dành cho cá nhân Twist. Và cuối cùng Olof Meister dứt điểm để Kito một cách quá đơn giản và dễ dàng. 13-9 đang băng băng đến map thắng đầu tiên dành cho FaZe Clan ở cặp trận B3 này. Nó sẽ là một cái lợi thế về mặt tâm lý, cũng như là có một chút vốn nếu như họ giành thắng lợi ở map thi đấu đầu tiên. Chúng ta vẫn chưa thể nói trước bất kỳ điều gì cả, khi ở cái thi đấu qua thì FaZe Clan đã bị comeback không tưởng trước OG ở map Inferno rồi. Đúng vậy. Ra thì ở trong cái map thiếu thứ hai, với việc đây là map pick của thành viên phía team Big, thì các thành viên bên phía FaZe Clan họ sẽ gặp những cái sự khó khăn nhất định. Và bây giờ cũng quay trở lại với cả cái map thiếu Mirage, tỷ số đang là 13-9, dẫn trước 4 round dành cho bên phía FaZe Clan. Và round thiếu này thì FaZe họ chủ động đẩy ra ở khu vực underpass. Brocky cũng đã phát hiện một người của top mid rồi, chủ động trả lửa ra để có thể pick, nhưng Sison thì đứng một góc khó chịu hơn. Và Karrigan tận dụng thăm binh để đẩy nhưng đã người check, nhưng Karrigan vẫn kịp làm một và không có cái tình huống repick đến từ anh chàng Brocky. Bây giờ thì Sison bắn chết được anh chàng Brocky, nhưng mà phải tự biên tự diễn ở cái khu mid đồ này khi mà đối phương bắt đầu trả đồ để có thể bắt chết được Sison. 4 vs 3, bom sai B vẫn còn Olof. Góc đứng này của Olof là đẹp, nhưng mà Tizian thì lại check quá cẩn thận. Và bây giờ thì đến lượt anh chàng Rain. Rain chết chay. Và đó sẽ là ra thi đấu chiến thắng thứ 10 dành cho các viên phía team Big, trừ khi có một biến số là Thuyết Bắt bom vét 4 làm được 2 rồi này. Người cho bom sai là Kito đã yếu, và Kito cũng đã lộ vị trí theo. Có một người nửa sót nữa anh ơi, đang bài tam để Sison có thể xử lý. Bắt được cả Sison rồi. Rất có thể cái biến số nó sẽ được xảy ra. Kito một viên USB vào người thôi thì là đi luôn. C4 chưa được đặt và Twist chủ động về lại market để đợi cái tình huống đặt bom của chàng Kito này. Vẫn đang một tình huống xử lý ách não lẫn nhau thôi. Kito quá yếu rồi, còn Twist thì sao? Vẫn không rút AK ra thay đạn, vẫn sẽ cầm khẩu USP này. Biết rằng đối phương yếu rồi chẳng. Một tình huống ách não lẫn nhau nhưng chắc chắn rồi sẽ bom B thôi. Chúng ta cùng xem pha xử lý của Twist nào. Twist đang có cho mình lợi thế quá lớn, và đây sẽ là một tình huống highlight. Cái highlight để đời của cá nhân Tuyết Z. Tuyết ơi, gãy rồi. Cờ lật thành công. Việt Bảo đó lao thẳng ra cho Bích nhưng có phải đâu. Đó là cờ lật của cá nhân Twist mà. 1 vs 4 thành công. Thật không được tin nổi. Tôi cứ ngỡ rằng đó là một lao thẳng cho Bích rồi. Nhưng Twist bảo khoan đã, từ từ. Cá nhân Tuyết Z còn sống thì mọi điều đều có thể xảy ra. Ảo ma Canada đến từ anh chàng này. Nếu mà để phân tích ra cái pha xử lý 1 vs 1 cuối cùng của Twist là quá tốt. Anh chàng này biết vị trí Kito đã yếu bởi vì chính Rain là người bắn vào đầu Kito một tiếng đinh, và đinh nó sẽ lộ, chắc chắn là Rain sẽ biết và báo yếu thôi. Và chủ động về lại khu market, và Kito thì cứ nghĩ đối phương bò loanh quanh ở khu bom sai để bắt mình, nhưng không, Twist đợi đối phương đặt bom, cho đối phương đặt bom, nó muốn làm gì làm. Và bây giờ thì Big họ chủ động rất bề, nhưng Olof bây giờ cũng như là vị trí chàng Karrigan vẫn còn đầy. Karrigan có một, Karrigan làm hai, Karrigan làm ba, và bây giờ rút lục ra bắn tiếp, Karrigan làm bốn rồi, để anh chàng này ơi. Nhưng thôi, Rain hốt nốt mạng của Sison, và đó là 15-9 dành cho FaZe Clan.
khi mà chúng ta còn chưa khen hết vị trí của anh chàng Twist xong cái pha xử lý 1v4 thì Carnegie đã làm cũng 4 mạng ở trong cái round thi đấu đó. 15-9 rồi sau cái match point dành cho Fade Clan. Một đợt đấu tràn bê nhanh của Big Vọ đã không thành công khi mà Carnegie đang bật quá bay. Một tình huống quẩy quả sấm bốc cực kỳ khéo Carnegie luôn. Chúng ta cùng xem lại một round đấu mà Carnegie có cho mình tận 4 mạng rồi và chỉ một chút nữa thôi anh ấy đã có ấy. Đây có thể coi như là cái kỳ ra cuối đời của Big, bởi vì nếu như thua sẽ là thua luôn ở map thế đầu tiên. Một tình huống bắn chủ động của Faye, Rain đẩy cùng với Amen luôn. Bộ quả sớm mốc rất hay đến từ anh chàng Rain này, và liệu Sison có trách kỹ không đây? Sison trách không kỹ khả năng cao, Rain sẽ có double kill. Rain bắn tay to, kết xót đi anh chàng Sison rồi. Gate muốn đổi mạng cho Sison, nhưng nếu muốn đổi mạng bắt buộc phải bỏ quả sớm mốc này. Sớm mốc tan đi và Rain làm đôi. Một tình huống Rain bắn tay rất to với cơ mở 4S, triple kill rồi. Fake Clan player nào của họ cũng đang bật quá bay. Lối đi nào cho Big đây? Chắc chắn sẽ là 16-9 thôi. 1v5 Tizian còn 10 HP. Headshot được anh chàng Carian rồi. Nhưng chỉ còn 8 HP như này thì sẽ là no hope. Và Tuyết ZZ dứt điểm đi Tizian. Và chúng ta đã có tỷ số bằng thế đầu tiên rồi. Đó là 16-9 dành cho Fake Clan. Họ gần như hủy diệt hoàn toàn cái tên Big ở trên map Big của chính họ, map Mirage. Vâng, và các bạn đã được theo dõi cái map thi đấu đầu tiên, map thi đấu Mirage, nơi mà các thành viên phía Fade Clan ai ai cũng bay, ai ai cũng chơi tốt. Và với một cái sức mạnh như thế thì các thành viên phía Big họ cũng không thể làm được gì quá nhiều ngoài việc đó là đạt được cái con số 9 mà thôi. Và 1-0 trong cái trận thi đấu BO3 ngày hôm nay dành cho Fade Clan rồi. Chúng ta sẽ cùng nghỉ ngơi trong một ít phút ngắn ngủi trước khi đến với diễn biến tiếp theo ở trong map thi đấu thứ hai. Đó sẽ là map thi đấu Overpass The Big bởi các thành viên bên phía team Big. These are those moments I don't think anybody else is going to forget.